thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở xây dựng cầu mới Thạch Hãn 1 bắc qua sông Thạch Hãn thuộc dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1. Cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Thạch Hãn nối liền huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà, có chiều dài hơn 1,3 km, khổ cầu rộng hơn 17 m, đảm bảo giao thông hai chiều, mỗi chiều hai làn xe cơ giới. Công trình có giá trị xây lắp gần 500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Thạch Hãn 1 với ý tưởng chủ đạo của cây cầu là đón bình minh do Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải thiết kế. Phương án cầu làm hai trụ tháp nghiêng tạo hình chữ V, hai mặt phẳng dây, trong đó các dây văng được bố trí song song để không bị rối tại mọi góc nhìn.